Chào mọi người, hôm nay Thành sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy phân tích lượng tử sinh học cho trẻ con ha. Thì cái loại máy mới nhất là của Đài Loan, chúng ta có hàng nghìn loại máy, nhưng mà là cái máy mà Thành đang sử dụng thì công nghệ nó làm là từ năm 2022. Cái phần mềm là 4.5.0 rồi, từ năm 2022 đến 2031. Thì cái chu trình cái sự phát triển của máy lượng tử sinh học là 15-1. Thì cái máy cầm tay thì cái độ chính xác của nó dao động từ 6 đến 70%, mà mình đã dùng từ năm 2009-2010. Thì bắt đầu là 2 năm nay thì các bác sĩ và đội ngũ của mình thì dùng cái máy phân tích lượng tử sinh học đặt bàn tay của Đài Loan. Thì với người lớn thì nó đo được 37 chỉ số, còn rất là nhiều anh chị nói là nó đo được nhiều chỉ số 4, 5, 2, 3, 9 gì đó, thì đó là nó tách ra từ những cái chỉ số nhỏ thôi. Với cái máy Đài Loan này thì độ chính xác của nó rộng từ 80 đến 92% theo cái nhà sản xuất người ta nói, nhưng mà theo ý của Thành thì nó khoảng tầm 88%. Ngoài ra còn phụ thuộc vào chuyên môn của anh chị, cách đo của anh chị, khả năng phân tích của chúng ta luôn. Với cái mức sóng bình thường của cơ thể phát của chúng ta phát ra trong mỗi cái điện tích của từng tế bào, thì cái máy này nó sẽ thu thập được lại qua cái bàn tay. Và với trẻ em thì mức sóng này nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ nhỏ hơn. Đâm ra là mình sẽ giảm cái tần số xuống, và trẻ em thì sẽ đo được khoảng tầm 10 dưới 12 tuổi là đo được 5 chỉ số. Với những chỉ số như là vitamin, khoáng, ADHD rồi acidamin là một chỉ số tương tự như những cái chỉ số mà anh chị cần cho một em bé khi mà đi kiểm tra về dinh dưỡng cả nhà nha. Và đo thì chúng ta biết được rồi là chưa ăn sáng, để chân lên không có chạm đất, không có nói chuyện, bỏ đồng hồ, bỏ kim loại nặng ra là tốt nhất cả nhà nha. Những phụ nữ là trong trình mang thai và người đặt máy trợ tim nha. Đặt máy trợ tim nó không phải là stent, mà là cái máy nó hỗ trợ tạo nhịp tim, thì chúng ta cẩn thận và chúng ta không nên đo. Vậy đo bình thường thì chúng ta cứ chú ý thôi, là chúng ta cứ cài máy vào nha, chúng ta cứ cài máy vào, chúng ta mở bình thường. Thế đây là bé Tôm nhà Thành, năm nay là 6 tuổi, thì Thành đo cho bé thử cho mọi người coi ha. Và cái máy này thì mọi người chú ý là khi mà mọi người sở hữu thì chúng ta phải có cái quyển tài liệu rất là chi tiết, chúng ta phải hiểu về cái chuyên môn của y khoa. Anh chị cấm có dọa người khác là vấn đề sức khỏe này, vấn đề sức khỏe kia. Ngoài ra cái số 2 là mọi người phải hiểu cái thông số đó như thế nào, và mình kết hợp đa cái mô thức, ngoài sản phẩm thực phẩm chức năng, ngoài thuốc mà anh chị bán ra, phải tư vấn cho họ ăn uống vận động ra sao để ta có một cái kết quả toàn diện. Mọi người chú ý Thành cái điều này nha, chú ý là điều này cho Thành. Rồi, mọi người vẫn là cứ chữ hồ sơ nha, mọi người có thể quan sát bằng chữ hồ sơ thì bình thường thôi. Ở những cái video khác thì mình hướng dẫn chi tiết rồi. Làm sao thì gọi tên thì mọi người không nên viết hoa, không nên viết dấu, đúng năm sinh thôi, không phải đúng ngày sinh. Cân nặng và chiều cao phải đúng đến tầm 98% cả nhà nha. Thì dựa vào đó nó sẽ ra cái chỉ số BMI. Rồi, con đặt tay lên đây. Rồi, thở đều không nói chuyện nha, để yên nha, để bố đo ha. Con nhìn ở đây, không được nói chuyện nha, con nhìn ở đây. Nếu mà trong quá trình đo thì mọi người có thể để cái loa, loa lên cho khách hàng. Ở cái máy này thì chúng ta chú ý, nó có những cái đặc điểm rất là hay, rất là nhỏ gọn này, tiện lợi. Nó khả năng các chỉ số nó ra là chỉ số rất là bao quát, chính xác khá là ok. Chúng ta sử dụng thêm là một cái phương pháp để chuẩn đoán cho khách hàng của chúng ta rất là ok. Nhưng mà chúng ta chú ý là khi mà mình sử dụng nha, thì mình phải nắm rõ cái thông tin của sức khỏe khách hàng trước bằng hai cái yếu tố. Một là anh chị phải có cái phương pháp thăm khám lâm sàng, là chúng ta biết ăn uống vận động, rồi chúng ta hỏi khách hàng quá trình trị liệu hỗ trợ của đối tác, của cái người khách hàng nó ra sao. Cái số 2 là mình phải dựa thêm vào những cái chỉ số của bệnh viện. Nếu người ta đi kiểm tra rồi thì mình phải kiểm tra chỉ số bệnh viện. Cái số 3 là mình phải khả năng quan sát nữa, thì bắt đầu mình mới ra được cái kết quả. Còn nhiều anh chị là anh chị dọa khách hàng, anh chị nói quá, thì đây là cái kinh nghiệm của Thành là không có lên. Và đây chị an tâm là khi mình chị sở hữu thì mình sẽ có những cái quyển tài liệu rất là chi tiết, và anh chị sẽ được học thêm về dinh dưỡng ha. Thì cái máy này nó thông hơn mình cái máy khác là khi mà anh chị đo, anh chị bỏ tay ra là nó sẽ không có đo được nha. Còn như cái máy cầm tay thì nó cứ đo thôi. Cái số 2 là nó sẽ cảm biến được là tay của anh chị đo, thì bắt đầu nó mới đo. Còn anh chị để cái điện thoại này nó không đo, và nó cái mức độ phát triển cái tần số đây này nó sẽ cao hơn. Được, ví dụ như là con bỏ tay đây, cái tay này. Rồi, đây là 58 giây là máy nó không có chạy nữa đúng không? Và khi mọi người con đặt tay lên tiếp,
rồi mọi người đặt tay lên thì bắt đầu nó mới đo tiếp được. Thì đây chính là cái thông minh hơn. Rồi sau khi đo xong thì con bỏ tay ra, được rồi, ok, mọi người ấn chữ ok. Sao mọi người lưu cô mới mình thấy nó ra 60 giây à, để bố phân tích cho con xíu ha. Để bố phân tích cho con. Trẻ em thì nó hiện 5 chỉ số mọi người nha, hiện 5 chỉ số. À, với trẻ em thì nó sẽ ra các yếu tố vi lượng. À, vi lượng là các loại khoáng được cả nhà. À, thì đó là canxi này. Được không? Vậy là với khách hàng thì mình sẽ cho người ta xem những cái chỉ số màu, ví dụ như là xanh lá cây là bình thường, xanh nước biển là dấu hiệu, vàng là cảnh báo, đó là có nguy cơ nhé, có nguy cơ thì cả nhà nha. Và Thành nói lại với mọi người là tất cả những cái máy đều mang tính chẩn đoán nha, chúng ta cũng không dựa vào đây để ta kết luận 100%. Ta phải kết luận khi mà ta có kết quả của thêm của bệnh viện, triệu chứng của khách hàng và ta điều tra rất là nhiều vấn đề. Đâu ví dụ bé của Thành bây giờ ở đây là đang có dấu hiệu thiếu sắt, dấu hiệu thiếu sắt này, thiếu kém này, đó, sắt thì liên quan đến máu này, kém thì liên quan đến vấn đề về xương một phần này, rồi nội tiết, sức đề kháng và liên quan đến sinh sản ha, rồi phốt pho này, kali, magie, đó là mình biết qua được rồi. Vậy là mình rồi ngoài ra boron và các khác thì không có thiếu. Vậy mình dựa vào đây để mình bổ sung thêm cho bé nhà mình nha. Vậy là có thể là ăn đa dạng các loại hoa quả lên, rồi bổ sung các loại B. Rồi chỉ số số 2 cho bé nó ra cái chỉ số vitamin. Ở trong vitamin thì bé mình bây giờ đang có dấu hiệu là thiếu A này nha. B1, B2 không thiếu, B3 thiếu, C, E. Nào, C, E. Amino acid, bản chất là acid amin đó cả nhà. Thì đây là những cái acid amin mà thiết yếu cơ thể không tổng hợp được. Trong đó thiếu lysine, thiếu xíu lysine, threonine, isoline, valine và histidine. Thì cái này là mình có thể bổ sung qua các loại đạm, các loại hạt, và chúng ta có thể bổ sung thêm từ thực phẩm chức năng, nhưng mà ta xem những cái gì thiếu thì ta phải bổ sung thôi nha. Rồi coenzyme ha, coenzyme là các enzyme tiền thân của nó là các loại B đây, được không ạ? B3, nicotin, biotin ha. Biotin thì đang thiếu nè. Pantothenic acid là không thiếu, acid folic nha, B9 là thiếu nhẹ. Q10 nó đo được cả glutathione luôn cả nhà này. Thì biết mình đang thiếu cái này. Và cái ADHD là một chỉ số rất là quan trọng cho những cái vấn đề về liên quan đến thần kinh, liên quan đến vấn đề mà trầm cảm hoặc là sóng thần kinh của trẻ em. Ví dụ cái GE thần kinh này của bé mình đang hơi dấu hiệu thấp xíu này, với cái creatinine này hơi cao, được không? Vậy là những bé nào mà cái cao là nghịch này, được không? Bé nhà mình là hơi nghịch. Còn nếu mà cái cao đến màu vàng này này là dễ có cái trạng thái là động kinh cả nhà nhé, hoặc là dễ có cái trạng thái mà là tăng động nha. Mà cái này nó giảm quá thì dễ có dấu hiệu trầm cảm, được không ạ? Thì trong cái trường hợp này thì bản thân thì mình chưa có kết luận cái vấn đề gì được. Mình quan sát bé qua dinh dưỡng, qua chế độ ăn hàng ngày, và nếu mà có cái nguy cơ nặng quá thì mình kết hợp thêm với chỉ số bệnh viện nha. Thì đây là mình dựa vào cái máy này để mình phân tích thêm cho bé nhà mình. Thì đây là hình ảnh của máy. Và nếu mọi người có cái thắc mắc gì thì hãy liên hệ trực tiếp với thầy.